Theater. Welcome, Kim Soo Lee. Kim Soo Lee. Hey. Trời đất ơi, kỳ cục cái ống làm ăn thế ớt thiệt á. Lỗi do em không á. Em cái gì tự nhiên ấy, thấy ảnh không? Tự nhiên ảnh cắm đầu ảnh lộn kỳ quá à. Ai mà cắm đầu lộn đâu. Nhóm nhạc của mình á, ít ra em phải đặt cái nhóm nhạc gì nó sốc lên, nó kêu lên. Hết chuyện đặt cái nhóm nhạc gì, nhóm nhạc gì? Accident à, accident là gì? Là tai nạn. Nhóm nhạc tai nạn. Thì cái nhóm nhạc em đặt vậy là đúng rồi. Tại vì mấy anh là gom góp từ những người bị tai nạn vô mà. Đâu tên của tụi anh là gì mà gom góp? Ông này tên gì? Giang Đung Si. Giang Đung Si là đọc theo tiếng Anh thôi. Còn à, tiếng Việt Nam là Giang Đụng Xe. Ông này chuyên môn bị đụng xe. Ê, chỉ một mình nó bị tai nạn thôi. Tên của anh đâu có bị tai nạn đâu. Ừ. Tên anh làm gì không bậy? Bi Tông Đe. Bi Tông Đe đâu có bị tai nạn. À. Bi Tông Đe ngày xưa anh làm gì? Thợ xây. Đó, anh thầu xây dựng, em đặt bi tông đe là đúng rồi, là bị bê tông nó đè đó ông nội. Trời ơi, nhưng mà tụi anh á chỉ là dancer thôi. Hả? À? Vũ công thôi. Còn em là nhóm trưởng, cái tên của em đâu có bị tai nạn đâu. Mà tại sao đặt cái nhóm tai nạn? Tên em tai nạn còn kinh khủng hơn tên mấy anh. Tên em là Kim Soo Lee mà. Kim Soo Lee là nói theo tiếng Anh thôi. À? Còn tiếng Việt là con kim bị sao le. Là ủa, sao? Sao le đâu ảnh hưởng gì tai nạn đâu em. Em đâu bị sao le đâu. Hồi đó mấy ông kêu tôi ốm quá, à, không có cái gì hết. Trước sau như một, à, nghe lời mấy ông tôi đi thẩm mỹ viện. Về chưa có lành gì hết trơn à. Ông nhận mười mấy xô một lần luôn. Chở Honda mà chở ba nữa chứ. Thắng một cái là cái ấy của tôi nó ép vô vậy nó sao le luôn à. Đó, tại mày mà nhận xô cho giữ vô. Nó xa le quá rồi, bây giờ tôi đâu dám mặc đồ tây đâu. Tôi phải mặc đồ này để che bớt sự xa le. À, đúng rồi, đúng rồi. Bữa nay á, anh thấy em nhảy đẹp đi nha. Trời ơi, anh thấy em bữa nay hát hay lắm nha. Để chậm mà hôi cho anh nè. Gì vậy? Làm gì vậy? Em mắc cỡ quá. Trời ơi, ca sĩ mắc cỡ. Tại vì từ xưa giờ khán giả không khen, có mình mấy anh khen mắc cỡ. Trời ơi. Trời. Em ơi, bữa nay em hát hay quá, em đẹp quá trời quá đất luôn á. Cảm ơn anh. Trời ơi, anh nói thiệt nha, từ lâu rồi anh có chuyện này muốn nói với em mà anh chưa nói. Dành hả? Dành hả? Anh là người đầu tiên muốn nói điều đó. Anh muốn nói với em gì? Nói cái câu mà nó định nói đó. Anh muốn nói gì với em vậy? Mày định nói câu gì nói đi. À, anh tính nói là anh bị khùng. Ủa vậy hai người khùng hết á hả? À, không có. Chứ muốn nói gì? Anh định nói là Sa Văn Hay Du. Là cái gì ông nội? Sa Văn Hay Du. Là cái gì? Là anh yêu em á. Tầm bậy. Nói tiếng Hàn cũng chật. Nghe nè. À, răng anh văn xa. Ủa, răng anh văn xa là sao? Anh yêu em. Yêu em gì mà răng văn ra xa? Đây nè, yêu mà không được yêu, tao đưa một cái là văn hết bây giờ. À, kỳ cục quá à. Nói chung là không. Nói chung là anh yêu em. Anh yêu em. À, đó. Nói chung là vậy. Hai đó, người cùng yêu mình. Không à, lẽ mình ốm ốm mà quyến rũ dữ vậy sao? Ôi, hạnh phúc đến nó đập anh trong hứa mặt thiệt là bất ngờ. Em ơi. Dạ. Anh hứa sẽ đi hết cuộc đời với em. Anh hứa đi với em hết cuộc đời. Không, anh không như nó. Anh không có hứa. Mà anh chắc chắn. Anh sẽ chắc chắn đi đến với em cuối cuộc đời. Anh chắc chắn như vậy. Chắc chắn như vậy. Oh my god. Hai đứa này nó cũng nhắm rồi. Bị em cũng không có đi được hết cuộc đời đâu. Tướng cỡ này nửa đời là đai rồi. Có đây em ơi. Em ơi. Anh nhảy đẹp mà con nhà giàu nữa. Anh đẹp trai, nhảy đẹp hơn nó. Anh đi bay lấy nhau đi. Mà sao kỳ vậy mày? Anh đẹp trai hơn nó, anh nhảy giỏi hơn nó. Em không cần đẹp trai. Rồi còn nhảy, em mướn ai nhảy không được. Nhưng mà anh, tụi anh nhà giàu mà. Anh nhà giàu. Ừ. Em không có cần tiền. Ủa sao vậy? Anh sẽ bảo vệ em. À, em đâu có ai giết chóc gì đâu bảo vệ. Nhưng mà anh sẽ lo lắng cho em. Em không cần ai lo cho em.
Hai anh giàu lắm hả? Anh có muốn quà muốn tặng em? Muốn quà? Anh cũng có vậy. Chờ chút. Trời, nó đi đào cây nó tặng tôi chứ trời. Sao lẹ? Em quên Soli. 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 Bao nhiêu năm anh đi nhảy nè, anh gom tiền á mua chiếc nhẫn tặng em. Ôi đi em ơi, anh nè, anh đi nhảy mệt lắm, anh mua sợi dây chuyền, rồi tiền tiếp người ta anh mua cái mặt nữa, anh hơn nó một cái. Yêu anh nha, lấy em đi anh, lấy anh nha em. Em nha, trả lời đi. Em không biết. Biết làm gì khi có hai người yêu mình, nỡ sao đành em không muốn ai đâu. Vì ai cũng tốt, cũng yêu em thật lòng, cũng khiến cho em thầm yêu. Yêu anh đi, yêu anh đi. Lấy anh đi em. Lấy anh đi. Bây giờ giữa hai người, giữa hai người em biết chọn ai đây? Chọn anh đi. Em biết chọn ai đây? Chọn anh. Ồ, Biren. Biren. Em chọn Biren. Sole, Sole đi theo. Biren, tao tao đi theo. Đứng lại. Cái gì? Mày mập quá mày chạy lại không? Hay quá ha. Ha. Nghe tao hỏi nè. Cái gì? Mày quen Soli lúc nào? Tao quen Soli từ lúc thành lập cái nhóm Accident này nè. Trời ơi, cái chuyện đó tao không nói. Ý tao nói đây á, mày yêu từ lúc nào? Tao yêu lâu rồi. Lâu à? Lâu là bao nhiêu? 7 ngày. Mới 7 ngày bày đặt dành Soli với tao hả? Tao yêu nhiều hơn mày. Mày yêu bao nhiêu lâu rồi mày nói nhiều hơn tao? Hơn mày 1 ngày. Tao được 8 ngày. Chấp mày luôn đó. Trong tình yêu không phải là vấn đề thời gian. Chứ sao? Mà là vấn đề là sự hy sinh cho nhau. Hy sinh hả? Hy sinh, tao có hy sinh cho Soli. Mày hy sinh cái gì? Mày nhớ tuần trước không? Soli hát ở Seoul đó. Rồi đang sao? Đang hát, đĩa nhảy, tao đang nhảy. Đĩa nhảy cái tao té một âm. Chắc gân, bông gân luôn. Đúng không? Tao có bao giờ than phiền không? Trời ơi, chặt chân là chuyện nhỏ. Mày nhớ cũng gì mày bị chặt chân ha? Mà tao phải ra nhảy thế mày bữa sau. Bình thường á là nàng mang giày múa leo lên vai mày đúng không? Đúng 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 đúng. Bữa đó nàng chơi nàng mang giày cao gót à, mà nàng leo lên đầu tao đứng nè. Lũng mắt rồi, mà phải cao đầu đổ tóc giả nữa thấy mày. Nhưng mà vậy mà nó hy sinh. Nhưng mà mày có yêu Soli không? Dĩ nhiên là yêu rồi. Mày có thương tao không? Mày là bạn thân người ta cũng thương chứ. Vậy người ấy và tao, mày chọn ai? Chọn người ấy. Không lẽ chọn mày, tụi điên. Ha, bạn bè mà như vậy hả? Giành giật nhau hả? Được, tao biết. Tao biết cái gì mày cũng hơn tao. Dĩ nhiên. Thứ nhất, mày xấu hơn tao. Thứ hai, mày già hơn tao. Mà đặc biệt cái điều mà Soli thích mày, tao biết thích cái gì. Gì? Mặt mày ngu hơn tao. Chưa thấy ai mặt khờ như mày. Khờ nhưng mà có duyên được rồi. Ha, tao không cần biết. Bằng mọi giá tao sẽ chiếm được trái tim của Soli. Ôi đừng có mơ mộng em ơi. Trái tim Soli thuộc về tao rồi. Soli là của tao. 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 Tao đi kiếm Soli. 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 Năm nào tôi cũng ra đây tìm mấy ông, vậy mà mấy chục năm nay không gặp mấy ông. Đi đâu vậy? Bỏ một mình con Kim Sole này. Kỷ vật còn đây mà người xưa đâu rồi? Chắc là hai ông cũng đang êm ấm trong gia đình hạnh phúc. Có biết đâu mình tôi, ngày Valentine nào tôi cũng tới đây để chờ mấy ông không? 14 tháng 12, không biết dạo này mấy ông có bình yên chăng? Cho tôi nó ảnh hưởng cái tên tai nạn miết thôi.
cầu cho mấy ông được bình yên bên gia đình. Ôi, biết chừng nào mới gặp lại hai cố nhân. Xấu mà cũng được, xấu mà cho vàng là ok. Cũng gốc cây này giờ đã thay cây khác, mà tôi cũng chưa có cây nào. Chắc hai ông không bị gì đâu. Cầu nguyện cho hai ông được bình an. Thiệt. Trời ơi, công nhận cái tên mà Văn Đung Si này của mình đụng xe. Nếu có hôn hay sao? Cứ năm nào đúng ngoài 14 tháng 2 là mình bị đụng xe. Công nhận với linh thiệt. À, cũng nhờ gặp ông bạn quý của mình, Bi Tông Si. Bi Tông Đe. Ông đâu rồi? Trời ơi. Ông ơi, lại đây. Cái gì? Tôi tưởng tôi mình tôi bị thôi, sao ông nãy tôi gặp ông lành lặn ngoài mà sao vừa thê thảm vậy? Thì đó, xe nó vừa tông ông. Tôi phải giữ cái thằng lái xe lại. Để cảnh sát tới làm việc. Hiểu. Nhưng mà tôi đâu ngờ đang đứng như cái nhà đang xây, nguyên bê tông rớt xuống bùm vô đầu. Trời ơi. Cái bà so le đặt tên hay thiệt. Trời ơi. Bi Tông Đe, Bê Tông Đè. 14 tháng 2 năm nào cũng bị đè. Bây giờ không biết giờ bà này bà đang ở đâu. So Le. So Le ơi. Em ở đây nè hai anh. Bà là So Le hả? Không phải. Không phải đâu. Tôi So Le đây. Không phải bà So Le. Không. Tôi là So Le. Không phải mà. Tôi là So Le không tin thử đi. Mỗi lần thử một bên. So Le mà. Thôi vậy đúng rồi ông ơi. Không ai can đảm bằng So Le hết trơn. Không ai. Tôi đây. Không nhìn ra tôi sao? Bà. Tôi đây hai ông. Đi đâu đây? Mấy chục năm rồi không gặp hai ông. Tôi buồn lắm. Biết mà. Ê, nói cho hai ông nghe. Tôi gặp hai ông ở đây tôi mừng quá. Hai ông, ủa sao cũng còn bị thương bình thường vậy? Thì cái tên bà đạt đó, accident mà. Tên nó hơi có huồng chút, nhưng mà thôi, gặp lại hai ông tôi mừng quá. Tôi dạo này tôi đang chuẩn bị đi hát nè. Hả? Mình vẫn còn đi hát hả? Sao bao nhiêu chục cái Valentine rồi tôi ra đây tôi kiếm hai ông mà sao hai ông cũng không ra tìm tôi? Hả? Đâu có. Ngày nào đúng ngày này 14 tháng 2 tôi cũng ra đây kiếm bà mà. Ông ra hồi nào? Ông ra giờ nào mà tôi không biết? 6 giờ chiều. Bà đi đâu đây? Tôi đi ra 14 tháng 12 là tôi ra đây kiếm ông, năm nào tôi không ra. Trời ơi. Tại sao mấy ông không ra kiếm tôi? Ông nói gì? Năm nào tôi cũng ra đây mà bà nói sao vậy? Thôi, ông đừng có quăng lựu đạn. Nè. 14 tháng 2 năm nào tôi cũng ra đây sao tôi không thấy ông? Ông đừng có đốt pháo nghe chưa? Ông mới là giật mềm á. Ông đừng có bỏ bom nghe chưa? Ông là quăng lựu đạn á. Nín đi. Ông nào cũng nổ hết. Tôi 14 tháng 2 nào tôi cũng ra sao tôi không thấy mấy ông? Ông đi mấy giờ? Ông đi mấy giờ? Tôi đi 6 giờ sáng. Còn ông? 6 giờ chiều mát hơn. Ủa vậy còn bà đi mấy giờ? Tôi con gái mà. Đi ra đường ông biết mẹ tôi khó khăn lắm. Đúng. Thành thử ra tôi ra đường phải lựa giờ an toàn tôi mới đi. Tốt. Tôi đi lúc đó là 12 giờ phía. Trời ơi. Trời ơi bà ơi. Bà đi vậy à? Bà không sợ má bà la hả? Đúng rồi, bác gái nhà khó tánh lắm, đi khuya má la. Biết rồi, mấy ông biết tính má tôi khó mà. Đúng. Thành thử ra đó cứ bà dặn 12 giờ khuya phải về tới nhà. Là tôi về trước 12 giờ 5 phút. Tức là 12 giờ kém 5 tôi về tới nhà mà má tôi chưa về. Trời ơi. Bà đi. Mấy giờ má bà mới về? 3 giờ sáng sớm. Trời đất ơi. Má tôi còn đi kinh khủng hơn tôi đó.
Trời ơi, vậy sao ông bà không ra 6 giờ sáng để gặp được tôi? Ừ. 6 giờ sáng ca sĩ còn ngủ không ơi? Trời ơi, không sao không chịu 6 giờ chiều ra gặp tôi. 6 giờ chiều tôi đi hát. Trời ơi, 6 giờ chiều 6 giờ sáng mà tôi phải dậy. Dậy làm gì? Make up, hóa trang đó. 6 giờ chiều đi hát. 6 giờ sáng hóa trang. Đúng rồi. Hóa trang dữ vậy? 12 tiếng đồng hồ. Ngày xưa còn trẻ đắp đắp lên nó đẹp rồi, bây giờ già rồi phải nặng từng chút. Bây giờ cái mặt tôi giống như nông thôn đang được đô thị quá, ông thấy không? Bà nội cha nó điện nó văng đầy hết trơn hết trời à. Đó, thành thử ra phải make up từ 6 giờ sáng tới 12 giờ là tôi vẽ xong cái mặt rồi. Trời ơi, vậy không ra gặp tôi. Còn phải độn người chứ. Già nó tuột hết trơn rồi. Mình phải độn mình nâng lên. Bà ơi, mà nâng lên cũng 2 tiếng là xong. Trời ơi, vậy sao không chịu ra gặp tôi 6 giờ chiều? Ừ. Vừa nâng xong cái người là cái mặt nó xuống màu trở lại, phải đắp lại từ đầu. Trời ơi. Tới 6 giờ đi hát luôn. Trời ơi. Bà sao bà quá đáng quá. Rồi sao, bà đi hát, vẫn còn đi hát hả? Đam mê nghệ thuật dữ hả? Tôi vẫn đam mê nghệ thuật, tôi vẫn đi hát cho tới hơi thở sau cùng à. Nhưng mà có ai xem không? Có chứ sao không có. Có hả? Ngày xưa mình bán vé cho khán giả xem Tới giờ này tôi hát cho từ thiện, tôi mời người tới xem. Ủa, mà người ta có đi coi không? Coi chứ sao không coi. Sao hay vậy? Trời ơi, đi coi vừa được coi văn nghệ, mà vừa được ăn, mà vừa được cho tiền nữa, ai không đi? Trời ơi, bà làm chuyện động trời không? Còn ông, sau khi bỏ múa giờ ông còn làm gì không? Tôi cũng còn múa như xưa bà ơi. Tướng tá về múa trâu coi ha. Mà đừng có khi dễ nha, học trò tôi 40-50 người không á. Trời ơi, vậy là thành vũ đoàn rồi hả? Ông múa cái gì? Múa dưỡng sinh. Múa. Sáng nào cũng ra công viên dạy mấy người già múa đó. Còn ông? Tôi cũng như ông, tôi cũng đi múa. Múa gì? Múa quạt. Sao già mà trổ bóng dữ hả? Bị bỡ bóng là quá. Tôi múa quạt. Nhóm tôi múa là 4 người lận. Ngồi múa không à. Múa gì là kì? Sao không hiểu? Thì xè bài ra quốc gì nè, tứ sắc đó. Trời ơi, ông quánh bài. Ông quánh bài mà ông kêu ông múa quạt, à, coi gớm không? Thôi được rồi. Tại vì buồn quá không có bà, tôi mới chơi mấy cái đó. Đừng có đổ thừa tôi. Chắc bây giờ ông sống rồi gia đình ông hạnh phúc lắm phải không? Trời ơi, vợ con gì đâu mà hạnh phúc. Nó bị bê tông đè chết hết rồi hả? Bậy bạ mà, tôi chưa có vợ. Ông chưa có vợ? Ừ. Còn ông? Chưa có con. Vậy là có vợ rồi hả? Hay là bây giờ tới đời con ông là không tông xe nữa mà lật nguyên kiếp? Bà đừng có bậy bạ mà. Đại khái là tôi chưa có vợ. Còn bà có chồng chưa? Em vẫn ở vậy đó. Nó ế tới giờ luôn à. Sao vậy? Cái gì? Nổi tiếng như bà, giàu có như bà là không ai đeo à. Tôi nói cho mấy ông nghe, ngày xưa hai ông giành giật nhau. Tới lúc này để không ai giành giật tôi. Hai ông giành giật đã rồi không ai cưới hết. Lúc đó tôi nổi tiếng như vậy, tiền bạc tôi có như vậy, danh vọng tôi có như vậy, nhiều người đến với tôi lắm. Không phải là tôi chê người ta, nhưng tôi muốn tìm một tình yêu chân thật như hai ông. Không có. Thành thử ở không luôn tới giờ. Gì? Hả? Hồi xưa tôi nhớ ông nói là ông khẳng định ông đi hết cuộc đời với bả phải không? Đâu có, tôi nhớ ông hứa ông đi hết cuộc đời với bả mà. Không có, tôi nhớ là ông hứa mà. Bây giờ vậy nè, ông còn yêu bả không? Yêu. Ông có thương tôi không? Bản thân tôi vẫn còn thương ông. Người ấy và tôi, ông chọn ai? Chọn ông. Ủa sao chọn tôi? Chọn ông cho bả đó. Thôi, tôi nhường cho ông đó. Thôi, ông lấy bả hạnh phúc hơn. Ông lấy bả hạnh phúc hơn. Thôi mà ông lấy thật. Nhanh đi. Giờ có cho chị cũng không thèm đâu cưng. Nghĩ sao vậy? Hai cái cây này là cây ốm ốm này là của ông này. Cây lùng lùng tròn tròn này là của ông này. Hai cây vẫn còn xanh lá mà hai ông héo queo thấy gớm không? Tôi nói cho hai ông nghe. Nhưng mà dù gì đi nữa, giờ này già rồi, có lấy cũng mần ăn mẹ gì được đâu. Không lẽ về rồi ngồi đếm răng chừng nào nó rụng ha? Thôi dẹp đi, gặp nhau như vậy mấy chục năm vậy là mừng lắm rồi. Nhiều khi tâm trạng mà có ai như tôi không? Sao? Nổi tiếng
có tiền bạc mà giờ vẫn còn độc thân. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết mùi đàn ông. Nhiều khi cũng nghĩ thèm mà buồn lắm mấy ông ơi. Biết làm gì khi có hai người yêu mình, nỡ sao đành em không muốn ai đâu. Vì ai cũng tốt, cũng yêu em thật lòng, cũng khiến cho em thầm yêu. Thế gian này đâu thiếu người để yêu, cớ sao lòng tôi chỉ biết yêu em. Mà đâu nào có anh, tôi đây cũng vậy, chót lỡ yêu chung một người. Có sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia, thì giờ đây em phải đau bận lòng. Yêu ai và quên khi đứng giữa hai người, thật lòng em không biết phải làm sao. Nếu em là một ai khác, nếu như không có anh, thì hai ta đâu có ai muộn phiền. Chung nhau lời yêu thương, chung nhau nỗi giận hờn, giờ thì chẳng có ai được chi. Có sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia, thì giờ đây em phải đâu bận lòng. Thôi em đành ra đi, để khỏi thấy ai buồn, để không ai mang nỗi hờn đến. Sao không là một ai khác, nếu như không có em, thì cả ba đâu có ai muộn phiền. Bao nhiêu lời yêu thương, bao mơ ước hôm nào, giờ còn lại nỗi đau của ba người. Có sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia, thì giờ đây em phải đâu bận lòng. Thôi em đành ra đi, để khỏi thấy ai buồn, để không ai mang nỗi hận ghét. Sao không là một ai khác, nếu như không có em, thì cả ba đâu có ai muốn phiền. Thật lòng em không muốn. Bao nhiêu lời yêu thương, bao mơ ước hôm nào, giờ còn là ai nỗi đau của ba. Như vậy tại sao ông trời ơi cho ba đứa chúng tôi yêu nhau mà không cưới được nhau? 2+1 mà bằng không. Tao biết lỗi tại tao. Ai vậy? Ông trời. Trời né đi coi chừng trời quánh á. Ai đánh đầu tôi nè? Ông nói luôn đó. Thôi thiệt là thôi đi đi. Đi vô đây với tôi. Bữa nay tôi phải nấu, tôi đãi cho mấy ông một bữa. Đãi gì bà? Để mừng 3 ngày. Ngày ba đứa mình gặp nhau. À, đãi cái gì hả? Ở đây, ở xứ Hàn mà. Chỉ đãi canh chua cá kho tộ là ok nhá. Tôi đi nghe. Em đi à. Cành lá xinh hoa, xinh lá cành.
Đen à? Ơ Đen. Đen. Dạ. Dạ mà mày đâu? Đây nè. Đây là ở đâu? Thì đây là đây chứ đây là đâu? Tao có thấy mày đâu. Tía, chịu khó nhón lên cái thích tôi liền à. Ờ, tao nhón rồi nè. Thấy chưa? Thấy rồi. Trời ơi trời. Con quỷ. Mày làm cái gì vậy? Tôi tắm chưa? Mày tắm mày biểu tao nhón lên chi? Tự thích kêu tôi thôi. Ê ê. Mày tắm mà mày ca hát vậy rồi mày cứ trộm xóm lại coi mày tắm hả? Thì tắm mày ca hát cho trộm xóm tới đông vui chứ sao tiếc. Ê con quỷ đi thiệt tình vậy á. Mày tắm lẹ lẹ ra tao biểu chút xíu coi. Tôi biết rồi. Hát nữa cần chim la là cần chim qua lẹ đi mày đâu tiếc sao cái gì cũng chậm chạp á tôi ca nữa thôi trời ở trong mày không gài nút mà đã để bị gài chi vậy đứa nào làm hư cái vỏ tao tôi đâu quý dạ chỉ có tao với hai chồng mày à tao không làm hư vậy đứa nào ai biết Cường Đậu đâu ai biết đâu cái gì nó không biết chồng nó đi đâu nó không biết nữa ồ cũng biết rồi hồi sáng nói với con là nó đi uống rượu nó buồn đậu nó uống rượu rồi ai làm nó buồn ai, ai cho phép nó uống rượu hả 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 trời nó đi xuyên qua xuyên lại khổ ghê tao nghe hàng như mày hả từ ngày hai đứa yêu nhau mình ngủ chung bò từ ngày hai đứa yêu nhau mình ngủ trong kho nằm nghe mùi cắn cái chà lần te xuống té này đi uống nước đi bữa nay tao phải nhậu nhậu cho nó đập cô cậu sụi luôn cho nó hết nói xấu nhà tao nói xấu tao hay quá ai cho mày nhậu ờ trời ơi tía ơi nó đâu có đi nhậu tía nó đi uống rượu thôi mày nín đi nhậu vô rượu mới thấy đồ ngu anh vuốt tóc em trời. Anh vuốt tóc em trời ơi hay quá tía em chặt lóc anh trời nắm đời tay đời em đi nhậu tao anh nắm tay em cái này giàu quá vậy trời tay hình nào lông không trời cái gì vậy nó mấy cẩn đang làm gì mà nó có tay ai vậy ông nội mày ra thằng nào hổn vậy hả ông nội mày nè à, trời tía trời ơi tía trời ơi nó tía ơi tía. Sao bữa nay con thấy nhiều tía quá vậy một tía hai tía ba tía có nhiều tía quá tía đậu ơi mày chín rồi đậu ơi ai nói mày tao xịn tao tự tao không được tỉnh trời ơi nó buồn quá nó xỉn rồi tí không con nói rồi nó buồn mày còn rượu không ở đâu ở đây ba người nè tao hỏi đứa nào làm hư cái vỏ của tao không có ai làm hư hết á tôi đạp dẹp tôi giục ra đường tôi quăng ra đường đó nó quăng nó xa thiệt xa tí trời nó tí đầu á cái vỏ tao bắt chém chép rồi sao mà đạp cái vỏ tao bắt chém chép hoài à tí biết không mỗi lần cái sách cái này nè đi ra đường á người ta thiên hạ nó bu lại nó cười vô mặt tía nó chặn tôi nó cười vô mặt tôi á làm gì cười trời ơi tía tí nó cười vui lắm á tía vậy hả ừ nó cười vui lắm nó cười sao con cười nó cười gì nè ừ nó cười ừ xong rồi nó cười xong nó cười nó cười vui vậy trời ơi nó cười vui lắm trời nó cười vui lắm tía nó cười cái chuyện gì vậy con nó cười chuyện mà bắt em chép á ừ thì bắt em chép sao xong rồi rớt cái quần ở dưới á mày dắt tao mới nhớ ừ nữa trời bữa đó mày lết rồi bởi sình nó tao đi đi sợ tao lượm được cái quần ơ nó cười cái vụ cái quần đó mày ai đó nó chửi ra đầu mày vô gì đâu ngu giờ mới biết tiếng hỏi con mới kể là chồng con đâu biết đâu con cười có gì đâu mà sợ tiếng vui tiếng biết không cả chòm xóm ai cũng cười hết á tiếng ơi tiếng nó nói sao nó cười nói sao cười vui lắm nó nói á bữa đó là ông già chồng á là tía đó là tao nè thấy con dâu hết rồi nó nói vậy á trời nó nói vậy á chồng nó nói vui vui đây đứa nào đây đứa nào thằng tư
ngộ thằng Sáu Lèo á. Nó nói, tí hỏi nó đi. Hình như cái chuyện này biết tùm lem hết trơn rồi. Đố nói xấu tao. Hai cái thằng này chuyên muốn ăn cơm nhà thì nói chuyện thằng xóm nè. Tao đi bịt miệng nó lại. Ừ, tía, tao bịt miệng nó lại. Mấy ơi, trời ơi, tụi tía già làm sao. Trời ơi, cái bộ nói cái gì đó, ăn cơm, trời ơi, tao cho mắc cười quá. Mày thích đi, mày còn nói cho mày cười thì vui nữa hả? Cháu ơi, tao mắc cười thì tao phải cho tao cười chứ sao tao mắc cười. Phải chơi bữa đó mày con cái quần mày nó cắt như là thì đâu nó tuột cho chúng bạn con có thấy được rồi. Tao đâu có biết đâu, giờ tới đi bụng miệng. Tới đi bụng miệng người ta hả? Mày đứng đây cười hả? Tới bụng miệng tao bụng miệng mày nè. Tao bụng miệng mày hết cười, mày cười lưu viên nè. Cười lưu viên nè. Mày bỏ miệng tao lấy gì tao ăn cơm tao sợ bệnh miệng đó mày. Tao ăn xình, tao mày ăn xình luôn cái mày khôn. Tao bụng miệng mày. Bụm miệng, không có kính gì hết à. Bỏ miệng ta miệng chua hả? Người này bỏ người kia bỏ mà. Mày nín đi, hết cười giờ tới khóc nữa. La nó đi. Còn mày nữa, la. Ở đâu tới đây mày bụm miệng vợ tao rồi còn nhảy chuồng heo nhà tao, định ăn cắp heo hả? Heo trong chuồng có con nào đâu mà tao ăn cắp. Tí bán rồi, tí bán lâu rồi. Tao quên. Tụi bay cho tao ra ngoài đi, ở trong đây nó hôi quá. Để mày leo ra đi. Ghê quá. Cái thằng này nó ngu dễ sợ luôn á Đen. Sao ngu? Nó ngu ghê. Đứng cho chuồng heo mà không chịu mang dép mày. Ý mày mới ngu nè. Sao ngu? Ở trong chuồng heo mà mang dép. Dơ dép tao hả? Trời ơi. Tao muốn nó vô chuồng heo mà nó sợ dơ dép mà sao? Chẳng thà dơ chân không để dơ dép. Tao giữ của nó. Sạch chuồng heo nhà tao bây giờ mày. Đứa nào phụ đỡ tao ra coi. Tao đỡ cho, tao đỡ cho. Mày buông ra, buông ra. Cậy nó. Nó dương, nó dương. Nó dương cái quần rồi. Cho mày rách quần mày luôn. Ai rồi. Tao quần. Mệt quá. Tao hỏi mày nè. Gì? Mày ở đâu tới đây? Tao là người ở thành phố. Thành phố? Ừ. Thành phố là ở đâu? Thành trời ơi. Con nhỏ này khùng rồi. Thành phố là ở thành phố. Chứ đâu vậy? Trời ơi, mày nói tao nó cái miệng mệt của mày ơi. Mày người thành phố hả? Ừ. Chờ tao một chút. Mày làm gì tao? Đậu đậu dây nịt nó đeo ở phía trước rồi đậu kỳ quá, ngộ quá đậu em. Ngộ vậy? Ngộ quá ta. Ở dưới này mình không có áo này mày ơi. Tao đâu phải người bình thường. Tao hỏi mày nè, người thành phố mày xuống đây làm gì? Tao đi đá. Đá? Đá. Đá gà. Đá gà, trời đá gà mày quẩy sao mệt quá. Đá gà? Ừ. Tại sao ở thành phố mày không đá mày xuống đây mày đá mày? Đá gà, bất cứ chỗ nào có độ đá gà là đá. Có tao. Trời ơi, mệt quá. Tao này, dân chơi mà mày. Dân chơi. Bạn của thằng Sáu Lèo rồi. Tao với thằng Sáu Lèo á, tao cũng biết thằng đó nữa đó mày. Biết không? Tao biết mày, thằng đó vui lắm á mày. Vui mụn nổ tao á. Thằng quỷ đó nó gạt tao là, nó kêu tao xuống đây đá gà đi. An ninh trật tự nó cái mà lo hết. Lúc lính rượt tao. Nó chạy mất tiêu. Nó bỏ tao lại. Sao sướng không? Sao mày khóc chạy? Sướng lạ quê rồi. Nó tệ hơn vợ đậu nữa. Cậu ngu nó. Mày nói cái gì đậu? Mày im đi, tao hỏi nó. Mày nói cái gì tệ hơn vợ đậu mày? Tao nói thằng Sáu Lèo á, nó còn tệ hơn. Vợ. Trời đất ơi. Cậu ngu nó quýnh nó mày. Vợ đậu nữa. Cậu Vương, chú thằng này nó nói cà lâm mà nó đi đúng á đậu. Cà lâm chứ bộ khùng sao không đúng mày. Mày nói nữa đi tao. Mày vợ đó. Đậu sao mày nói tao nghe coi. Ý, tụi bay không biết cái vụ gì ra hả? Vụ gì kể đi. Tao nhìn tướng tụi bay là biết lù khùng rồi. Tao không biết gì chuyện bạc là thiên hạ. Mày còn giúp nó nữa. Tao kể tụi bay nghe, thằng Sáu Lèo nó kể tao nghe. Tao cười muốn bể bụng luôn. Trời ơi, thằng đó vui lắm á mày. Trời ơi, tao nói thằng đó vui ghê. Thằng vô duyên, chưa kể đã cười rồi. Tao kể nè. Mày kể đi. Nói. Trời đất ơi, khùng vừa phải thôi mày ơi. Mày kể đi, trời ơi, tao nghe tao mệt quá là vợ đậu sao. Mày im đi để nó kể. Trời ơi, sao mày nói hoài nó không kể được quá. Tao cười hết. Ủa mày á. Mày tao cười bể bụng luôn. Mày kể đi, kể. Tao cà lâm tôi cười hơi lâu chút. Trời ơi, cười cũng cà lắm nữa. Nó nói là ở cái sơn trên á, có hai cha con đi bắt cái bà chem. Chem.
Trời đẹp. Ơi chém 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 cái con đứa con dâu nó khỏe mạnh lanh lẹ đi bắt chém chép ở trước. Đúng rồi ông già lụm cụm đi bắt ở sao. Đúng rồi mày nói đúng. Cái chỗ này mới vui đó, con dâu nó trường lên bãi sình nó bị tuột cái quần cái đó mày nhỏ đi đứng lên coi. Sao mày ngu mày vậy? Mày im. Nó bị tụi quần ông già đi ở phía sau. Đúng rồi, đi phía sau. Chụp được cái quần của con dâu. Đúng rồi. Ông mới giơ lên ông nói: "Cái này phải của mày không?" Mày biết nữa. Trời ơi. Đứa con dâu vui lắm. Nó còn không biết quần của nó nữa. Nó thấy lạnh. Nó nói: "Tía ơi, quần đó của con ơi tía." Ông già mắc cỡ dục cái quần chạy cơ mà một đứa không dám nhìn ai luôn. Trời ơi tao mắc cười lắm. Trời, cái chị nó cái đúng ghê. Chị mắc cười. Nó cái đúng ghê mày ơi, nó được cái đúng ghê mày. Thôi, đủ rồi. Nãy giờ mày kể hay quá ha. Con nhỏ này còn cười theo nữa. Mắc cười để nó cười. Mày cười đã chưa? Quá đã luôn. Nãy giờ mày kể hay lắm. Ừ. Kể hay thiệt là hay lắm. Cứ sao lèo bể còn hay hơn tao. Nhưng mà nó không bằng mày đâu. Ừ. Tao nói thiệt. Tao có duyên lắm. Đúng, tao biết. Tao đang nghe mày kể nãy giờ vợ tao nó cười, tao cười muốn chết luôn á. Nhưng mà chưa. Gì nữa? Tao kể cho mày nghe chuyện này nó còn tức cười hơn chuyện nó nữa. Ý, chuyện này còn mắc cười hơn chuyện thằng sáu lèo đó. Hay hơn nhiều. Trời ơi, mày kể tao nghe đi. Để tao đi kể người khác nghe. Được. Mày kể ai nghe cũng được hết. Ừ. Nghe nha. Rồi. Chuẩn bị nghe. Mà chuyện này mắc cười không? Mắc cười lắm. Mắc cười trước nha. Rồi kể. Nghe nè. Ừ. Nghe nha. Ừ. Nghe nha. Ừ. Bớ người ta mình đã gà vô chuồng heo nhà tôi nè. Ninh tao là con đen mày, tao là vợ đó mày. Ừ, vậy là cái chuyện hồi nãy tao kể là mày hả? Tao đó mày, tao mày, đó mày. Mày bị tụt. Đúng rồi, tao bị tụt cái quần cái mày. Cười gì? Mày kể đó. Để tao tính tội đó. Mày nói xấu vợ tao hả? Còn cười ha? Tao đánh chết cha mày luôn. Đánh lộn hả? Chứ sao? Quấn cái gì đâu? Tại sao vậy? Tại sao phải quấn lộn? Đừng nên quấn lộn. Mệt quá. Mình là con người mà. Người mới đánh lộn hả mày? Biết không? Mình là con người mình. Tại sao không dùng lời nói mình nói chuyện, chỉ có con gà nó nói không được nó mới đá nhau. Đúng không? Phải, mình nói chuyện với nhau lời hay lẽ phải. Đứng đây tao nói mày nghe, tao đừng nè. Nên đánh lộn. Đúng rồi, chặt thôi. Một cái tao mà mày đi rồi tao giết mày. Mày ở tiền tao đấu người ta. Mày tại sao mày đánh con tao? Đâu có, nó té con đỡ nó lên mà. Đỡ cái gì? Mày đánh con đâu rõ ràng là? Ủa, con ông? Nói vậy ông là? Ông là tía tao đó mày. Ông già. Ông già nè. Sao? Ông già lượm cái quần con dâu. Mày, trời ơi, mày dám nói xấu tao? Vậy là mày tận số rồi. Trời ơi. Ông làm gì vậy? Đánh lộn. Vào còn đánh lộn sao? Tao đánh hoài. Đừng nên như vậy. Sao tí coi chừng nó bị nó dụ quá tí nó bị. Mình là con người. Đúng rồi. Tại sao không dùng lời hay lẽ phải nói với nhau? Sao giống hồi nãy của vậy mày? Mình là con người. Đừng nên đánh với nhau. Sao giống hồi nãy vậy tía? Nó dụ con cái tía. Chỉ có con gà nó mới đá nhau thôi. Đúng. Đúng không bác hai? Bác hai ơi. Bác đứng nghe nhắn đi. Nghe rồi nè. Nói chuyện bác hai nè. Dạ thưa bác hai. Ông già ở vô. Sao? Ông già không chịu tâm. Rồi sao? Chồng ơi. Ông già tệ hơn vợ đâu. Vợ đâu tệ hơn ông già. Cả gia đình ông già đều tệ. Cha đã. Chồng ơi, nó chân lộn vô. Tại. Tía có sao không tía? Cái thằng đó là thằng nào vậy mày? Tía ơi, cái thằng đó là thằng ở trên thành phố, nó xuống nó đá gà. Rồi nó bị lính bắt.
Nó dí nó chui vô chuồng heo nhà mình á, con kêu lính tới bắt nó đó tía. Trời ơi, nó kệ nó, nó đã ăn thua kệ nó, kêu lính chi. Trời ơi, phải chi nó đá gà không nói chi. Nó là bạn của thằng Sáu Lèo á, nó xuống nó xấu gia đình mình đó tía. Tía ơi, bạn của thằng Sáu Lèo. Ủa mà tía, hồi nãy tía lên tỉnh tía bịt miệng cái thằng đó nó xấu nhà mình sao rồi tía? Tới số với tao chứ sao. Ủa vậy hả tía? Trời vậy? Ơi, bay biết không, tao dạ? Nể tụi bay, nghe tụi bay nể tao luôn. Sao tao lên tao gặp nó, tao chụp ngực tao hỏi. Chụp tiền tía? Ừ. Dạ. Ê, mày nói tao thấy con dâu tao hả? Đúng, tía hỏi chứ. Nó chối mày. Trời ơi. Tao biết nó chối, tao lùi đó xa, tao bay để tao đá cái cái bóp. Trời ơi, trời ơi, tía. Ủa, tía có sao tía? Vợ chồng mày giết tao phải không? Dạ đâu có đâu tía. Cười gì? Mày đá tao mà còn cười đó hả? Không có đâu, tại tía nói thì con đá theo thôi chứ con đâu có đá. Ừ, tía có sao không tía? Biết không, tao đá nó nghe một cái pop dạ. Nó rớt xuống nghe một cái bát. Nó rớt cả tía. Sao nữa tía? Tao. Trời ơi, tía ơi, có sao không tía? Tía có gãy chân gì không, mất cái gì không? Tao té xuống cái bà con trồm sớm bu lại. Cười lại với nó hả tía? Cười tao. Trời ơi, trời ơi. Bởi đó tao tệ hơn vợ đâu. Trời ơi. Tía. Thật là phước bất trùng lai mà quả vô ăn chuối. Ủa là sao tía? Tao chỉ biết nhục thôi mà. Tía cái lá chuối á tía, trời ơi tía đừng có chậm vô. Thằng kia hâu quá. Thôi tía lên tía ngồi tía. Tía nó nói xấu nhà mình á tía. Bởi vì tao mới nhục. Mày chết trong trong coi. Tao mới xấu hổ. Tía. Ui da, đau quá. Sao không tía? Con nói thiệt cho tía đó. Tía còn thấy nhục, tía xấu hổ, tía mắc cỡ. Làm sao tôi chịu nổi. Bởi vậy. Tao cũng nhục lắm á ngoài. Giờ mày mới biết nhục hả? Con nói thiệt chứ tía, con phải bỏ cái xứ này con đi, con mới chịu à tía. Cái đợt, mày định đi đâu? Tôi với thằng Đậu đi lên thành phố sống á tía. Đúng rồi đó tía. Họ không được đâu hai con. Ủa sao vậy tía? Cho tao can đi. Tôi bay lù khù lờ khờ về là hiền lành, làm sao lên thành phố mà sống được. Trời ơi tía, chứ thử tía nghĩ coi, con ở đây con có sống được không? Bước chân ra đường cái nó bu là nó chọc. Tía ra đường nó chọc tía. Con đen ra đường nó chọc con đen. Làm sao con chịu nổi. Con nói thiệt chứ tía, con phải đi tía. Nhưng mà lên thành phố tụi bay sống làm sao? Tôi với thằng Đậu đi làm sống chứ làm sao tía. Làm gì? Bắt chim chép thôi. Trời ơi, bắt chim chép hoài à. Thành phố làm gì có chim chép mà bắt con. Bởi vậy tía. Con thiệt con phải lên thành phố thôi tía. Con lên thành phố con sẽ làm ăn từ từ. Con làm ăn từ từ. Con sẽ làm giám đốc tía. Hả? Con làm giám đốc tía. Ủa đậu mày làm giám đốc với đậu. Ừ. Tao làm bốc xếp được không mày? Bậy, tụi mày khờ quá. Tao làm giám đốc tụi mày phải làm bà giám đốc biết không? Tao làm bà giám đốc. Tao với mày xe mình sẽ ngồi trên xe hơi. Mày biết xe hơi không? Cái xe hơi có phải là cái xe có bốn á đậu. Đúng. Trời tao ơi, tao phải cái xe lắm không mày. Tao phải xe lắm mày. Nói về tao với mày mặc đồ đẹp. Đồ đẹp đẹp. Tao với mày bước xuống xe. Nghinh cái mặt lên. Mày nhìn coi. Nó nghinh mặt lên để coi nó còn dám nói xấu. Tía nói xấu tao với mày là tệ hơn mày, tệ. Mày nói tệ hơn tao hả? Ừ. Mày nói tệ hơn tao. Mày chịu không? Mày dám đi với tao không? Mày đi thì tao đi, tao chịu chứ. Chịu không? Ừ. Nhưng mà tao mà đi rồi ở nhà ai bắt chem chép cho tía với bà nội à? Ờ ha. Tía ơi, tía làm gì vậy tía? Tao suy nghĩ. Trời ơi, tía suy nghĩ sao giữ con chuối tía. Trời ơi. Suy nghĩ coi cái chuyện này nó làm sao. Tao thấy là không sao đâu. Sao vậy tía? Tụi bay cứ việc đi. Bà nội tụi bay nói đó. Đi một ngày đàn học một sàn khôn. Bấy lâu nay đó là tao cưng tụi bay, tao cứ ru rú tụi bay trong nhà hoài. Thấy không? Thành ra tụi bay khù khờ như vậy đó. Nay có dịp tụi bay cứ lên thành phố một chuyến làm ăn có thử ra làm sao. Ê Đen ơi, vậy là tí cho mình đi rồi Đen. Tí cho mình đi rồi. Mình đi nha. Ừ. Nhưng mà đầu nhưng tiên... mà cái gì nữa? Mày sửa soạn lên được đi. Tí nhưng mà đầu tiên tiếp. Đầu tiên là gì? Nó nói là đầu tiên có nghĩa là tiền đâu á tí. Ủa, sao vậy tía? Con nhỏ này nó khôn đột sức. Trời ơi. Con nhỏ lớn tao mới thấy nó khôn nữa nha. Tía ơi, bà giữa nó tía ơi. Bậy mày, nó khôn với bà giữa cái gì? Thôi được rồi, tao lo cho nó, tao lo cho đứng để chờ tao chút đi. Trời ơi, tía cho mình đi rồi. Ủa, tía vui quá. Hay lên thành phố mày đừng ăn hiếp Tăng không mày? Không đâu, tao thương mày mà, sao Tăng hiếp được? Tao nói cho mày nghe nè, mình sắp là người của thành phố rồi. Mày đừng có kêu tao bằng mày tao nữa, vợ chồng kêu mày tao nghe cười lắm, người ta cười á, cười vô mặt tao, cười vô mặt mày đó. Cháu mày kêu tao kêu mày bằng cái gì? Bằng anh đi. Bằng anh hả? Ừ, anh. Trời ơi, tao mắc cỡ không mày ơi. Kêu thử đi, kêu đi, tập đi mà, mày không kêu tao hả? Tao không cho mày đi á, tao đi mình. Được rồi, để tao kêu mày. Kêu đi.
Anh ơi, trời ơi, đã quá. Nhưng mà mày kêu tao bằng cái gì? Tao kêu mày bằng em. Em thử nha, thử nha, tao mày thử được cái nữa nha, nha nha. Em. Anh ơi. Trời ơi, nó mắc cửa. Đó, được rồi đó. Nha, nhớ kêu tao bằng anh nha. Tao biết rồi. Trời ơi, tiếng làm gì lâu dữ. Tiếng làm gì chẳng lâu vậy ta? Tao nghe tụi bay nói chuyện người ta không dám ra. Sao anh Tía? Tụi bay kêu vậy đâu có ngọt. Vậy chứ kêu sao Tía? Đây là tao chỉ cho nè. Dạ. Hai đứa muốn kêu nha ngọt hay kêu chè ơi. Nó ngọt dữ lắm. Trời ơi, chè là phải có đường Tía. Biết cái này gì không? Cái gì vậy Tía? Ngồi xuống tao chỉ. Khủng mắm hả Tía? Bay. Dạ. Nè tụi bay này này lắng tai nghe nè nha. Dạ. Đi nè. Ủa chú lắc bầu cua hả? Không phải. Chứ gì vậy? Có nghe gì không? Dạ không. Không nghe tại nó đặc quá không nghe. Dạ. Đây là coi nè ngon nè. Khoan khoan. Coi có ai không? Không có ai hết tiếc, có ba thằng mình thôi à. Quay, hổ mày, cứ thằng luôn hả? Dạ không có, còn quên. Coi được nha. Dạ. Thôi chó. Tên, 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 tên. Gì vậy tiếc? Trời ơi, cái gì mà sáng chói đâu ơi. Tên. Vàng đen ơi, vàng, vàng, trời vàng, nhiều quá. Trời ơi, tiếc bụng miệng nó lại đi tiếc vàng mà mày la to như vậy, bà con người ta tới người ta coi làm sao mày. Mày im đi, mày la to người ta mày. Tôi giả cái mặt, tôi giả cái mặt, chứ chừng chừng. Vàng mày la ông xong hết rồi ông cướp tiêu đi giết chết hết trơn sao? Có đâu thì có bỏ mà. Dạ. Mày biết từ đâu có không? Dạ không. Mới ban ruộng. Tội sao vậy Tía? Mình có mấy công mà làm ăn thất bát không được. Dạ không. Mình có 400. Ừ. Dạ. Bây giờ tao bán bớt một công để cho cái con đen này nó đi buôn bán làm ăn với người ta. Ôi. Nhưng mà Tía thấy nó khù khờ quá, Tía còn cất ở đây nè. Đúng rồi Tía. Ừ. Nhưng mà Tía. Gì? Con nói thiệt Tía nha. Bây giờ con mới biết á. Biết gì? Tía xấu à. Vậy? Tía có vàng mà tía giấu. Mày ngu quá. Tía cắt chân cháu có gì? Giỏi. Nhưng mày thấy nó khôn không? Trời ơi khôn gì tía ơi. Ai dựa nó tía ơi. Thôi đừng có nói bậy con. Dạ. Nghe tía dặn nè. Ra đi cái đường đời nó trông gai hiểm trở đó. Dạ. Thấy không? Không biết. Hai con phải dựa nhau mà sống với nhau. Dạ. Đó mày thấy không? Mày thấy không? Mày nghe tía nói không mày? Mày biết đâu mày? Tao nè. Mày nghe tía nói không mày? Phải đưa cái lưng cho tao dựa đó mày. Biết rồi, tao đưa mày dựa. Nhưng mà mày phải dựa tao à, mày không dựa được thằng khác rồi nha. Tao biết rồi, mày đưa cái lưng đi tao dựa cho. Rồi nè. Dựa cho đi. Đó, đã không? Đã không? Thôi. Đã gì? Kêu hai giấy dũi. Trời tía ơi. Đợi, biểu vô coi. Mới khen khôn giờ khùng rồi. Nè. Dạ. 20 chỉ đó, tôi giao là lên thành phố mới làm ăn chỗ đàng hoàng, nghe không? Đó, 20 khỏe không đó đó. Tía. Tía đưa hết cho con vậy rồi. Ở nhà tía với bà nội sao? Không sao đâu, tao còn ba con ruộng tao lo cho bà nội mấy được rồi. Con tính không tiện đâu tía ơi. Ấy như vậy nha. Tía. Tía giữ khoản tía lo cho bà nội lúc đau yếu đi tía. Ừ, thôi vậy cũng được. Còn con 19 khoản. Con đi làm ăn được rồi tía à. Ừ. Đi đi con. Sửa soạn rồi lên đường. Con có gì đâu sửa soạn tía, hai vợ chồng con nói tía được cái buồn. Có một bộ đồ à. Vậy hả? Dạ, không cần sửa soạn gì đâu tía. Nhưng mà một bộ thì cũng lấy vài bộ rách đem theo rồi lên thay đổi chứ không lẽ mặc bộ đồ hoài vậy sao? Ủa tía, lên trên thành phố mình cũng mặc đồ rách được hả tía? Nghe lời tía vô soạn đi con. Chào con sướng quá, chào con lên thành phố sướng quá, chào con lên thành phố sướng. Đừng có nhảy, chào con gái mà nó đưa đi rồi nhảy vậy đó. Đâu? Dạ. Sao vậy tía? Tội nghiệp con thôi quá. Tía đừng có khóc mà. Già có mấy đứa tụi bay hủ hỉ. Nay tụi bay đi rồi. Tao cảm thấy nó cô quạnh làm sao. Tía à, tía đừng có buồn nữa tía. Con không làm cho tía thất vọng đâu. Ừ. Con làm giám đốc con mới về tía. Ừ. Tía xong rồi tía. Dạ. Đâu, dép mày này đâu. Tao. Dạ. Nó vàng, mày cắt đi. Chôn ở dưới á, để đồ đất lên trên. Dạ. Không biết cho tía. Đâu. Dạ. Đen. Vậy. Dạ cho gì vậy? Mày hổng à. Ừ. Tía dặn nè. Tôi dép còn mới nha. Dạ. Sáng giữ nghe không? Ở trên thành phố đó dở cái chân lên nó lấy, dở cái chân lên là nó lấy hả? Vậy hả tía? Ừ. Hai con ơi. Dạ. Đen Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ. Đen Quế Minh ngọn tỏ ngọn lưu. Bây 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 giờ con đã hết ngu. Con lên thành phố kiếm xu về xài.
Đó mày thấy không đậu? Con vợ mày nó khôn quá đậu ơi, mặc dù đâm hơi. Tía ơi, tía nhìn kỹ cái mặt nó coi bà vừa nó tía. Thôi thôi thôi, hai con cái chuẩn bị lên đường. Con xin tạm biệt tía. Con đậu đậu. Gì mày? Tao cũng tạm biệt tía tao đi hả mày? Mày đi với tao mày tạm biệt tía chứ để tao cầm cho. Con tạm biệt tía con đi. Đậu tía. Đèn tía. Trong giây phút chia tay, con nhìn cha thêm buồn. Thôi mây cao trên bầu trời xinh sáng soi lòng, con đây xin hứa kiếm thêm mấy trăm cây vàng. Đường dù xa thiên lý, cha nhìn con thêm sôi sục. Cha mong sao trong ngày về con lắc lư ngồi trên xe bốn bánh. Hai ba cùng cười ha ha. Thôi đậu đen đi đi, đừng đứng đó để đường đầy đau đớn. Tạm biệt tía. Tía con đây. Tạm biệt con đi nghe tía. Tạm biệt. Làm sao khi khác đôi, vỏ trăng có sẵn làm sao ăn, làm sao giết được người trong mộng để trả thù riêng khỏi đi tù. Tuyệt tác, tuyệt vời, tuyệt tôn, tuyệt tự, tuyệt nọc. Trời ơi, lâu lâu làm được bài thơ mừng quá, nói hợp cái tiệc giống luôn á. Em là cô gái Bích La Thôn, đôi tám tròn trăng lắm kẻ giò. Minh ơi Minh, em đi dự party đó nha. Minh ở nhà Minh giặt đồ cho em đó. À với lại cái áo mà linen của em á, Minh phải giặt bằng tay ok. Đừng có giặt bằng xà bông giặt đồ à, mấy xà bông gội đầu của con á. Với lại Minh lau nhà đi. Em đi em thấy cái nhà rít lắm rồi nha. À mà con mua mấy thối gà ác cho tối em về em bồi dưỡng. Minh, trời ơi Minh có nghe em nói gì không? Biết rồi. Biết cái gì? Minh à, em đi party đó nha Minh. Minh ở nhà Minh giặt áo giùm em nha Minh. Giặt bằng xà bông tắm của con đó nha Minh. Minh à, Minh lau nhà nghe Minh. Chân em đi rít lắm rồi. Minh à, Minh mua mấy thối gà ác kèm thuốc bắc nha Minh. Tối em về em mệt em ăn hết. Ủa sao hay vậy? Trời ơi, anh thuộc bài hết trơn rồi. Bây giờ nó biết tại sao thôi của anh bốc mùi rồi đó. Mùi gì? Trời ơi, mỗi lần anh làm thôi em cứ quăng ba cái mùi xà bông giặt giặt đồ nè, quăng ba cái gà ác kèm thuốc bắc vô không bốc mùi sao được. Minh rảnh không em mà? Minh đi làm về sớm hơn em, làm chút xíu công chuyện nhà không được hơn sao? Trời ơi, đi làm việc bên ngoài đó cực khổ lắm rồi, không lẽ Minh còn bắt em giặt đồ nấu cơm nữa? Phải rồi, Minh đâu có tiếc ngọc thương hương gì đâu. Minh muốn em sống tàn tạ để Minh đi với người đàn bà khác phải không? Minh! Vậy? Trời ơi, có nghe em nói gì không? Biết rồi. Vậy? Minh! Mình đâu có tiếc ngọc thương hương gì đâu. Mình muốn mau tàn tải đi với dân bà khác phải không? Sao hay vậy? Thuộc bài rồi. Em à, nói em nghe nè. Em cần phải tranh có thời gian anh thực hiện những ước mơ riêng của mình nữa chứ. Trời ơi, vợ đẹp, con khôn, nhà cao, cửa rộng mà mình còn muốn cái gì nữa Minh? Anh đâu có ước mơ cao sang gì lắm đâu. Anh chỉ ước bên trở thành một đại thi sĩ. Trời ơi. Trời. Vậy? Làm gì vậy? Muốn xỉu. Em không được xỉu. Mỗi lần anh nói làm thơ em xỉu làm sao? Thái độ em vậy là sao? Trời ơi Minh ơi, em biết là mấy lâu nay anh muốn làm thơ, nhưng mà thơ của anh đặc kỳ quá, anh đâu có đặt đâu. Toàn là thơ ăn cắp không à. Anh cấm em nha. Anh cấm em không được dùng hai chữ ăn cắp nha. Em phải dùng hai cái chữ là tu chỉnh văn thơ. Thơ của người ta, anh lấy anh sửa khúc cuối, anh sửa dồn lên khúc đầu trở thành thơ của anh. Hả? Thấy không? Trời ơi em ơi, nói nghe nè, để cho anh làm thơ đi. Trời ơi Minh. Gì? Thơ bây giờ người ta đó thực tế lắm. Thực tế? Nàng thơ sẽ xuất hiện trong công việc nhà à. Minh biết không, thơ thực tế là sao? Thí dụ như là ôi tiệm nail hôm nay sao ế quá. À. À. Gì? Phải cúng thần tài thì khách mới vô. Trời ơi. Trời ơi,
Sao thơ của em toàn mùi acetone không vậy? Trời ơi, thơ em làm nốt tiệm nail thì phải nghe mùi acetone chứ sao? Vậy mới là thực tế. Nàng thơ sẽ xuất hiện khắp nơi. Nàng thơ sẽ xuất hiện trong công việc nhà của chúng ta. Ví dụ sáng sớm anh làm gì nè? À, sáng sớm anh giặt đồ. Anh giặt đồ phải không? Anh giặt đồ là phải có xà bông, phải có bọt phải không? Đúng rồi. Làm thơ. Giặt đồ cũng làm thơ. Chứ sao, thực tế nè. Từng bông bóng dở như tình tá tan dở. Trời ơi. Nhìn tháo nước đục ngầu mà lòng ta quặn cơn đau. Trời ơi. Trời ơi. Hay chưa? Sao thơ của em nhức nhọt vậy? À, trời ơi, thực tế xà bông nó phải nhớt chứ sao Minh? Trời ơi, Minh ơi, em nói Minh nghe. Còn thực tế hơn nữa nè, sau khi giặt đồ Minh làm cái gì? Chiên cá. Chiên cá. Em đừng có nói chiên cá cũng làm thơ được nha. Thì đúng rồi. Trời ơi. Chiên cá cũng có thể làm thơ. Sao? Từng giọt mỡ bắn vào giá khiến hồn ta băng giá. Trời ơi. Hai mắt cá mở xoe tròn soi thấu cả tâm can. Trời ơi. Thơ của em sao tanh trình vậy em? Trời ơi, thực tế cá nó phải tanh chứ sao. Bây giờ Minh muốn thơm không? Em cho thơ thơm. Sao? Bây giờ sau khi chiên cá Minh làm gì? Lau nhà. Lau nhà cũng có thể làm thơ. Lau nhà cũng làm chứ thơ. Sao? Sao? Nền gạch bóng loáng thơm thơm nha. Thơm mùi nước phai son. Ừ. Anh hít một hơi dài để tưởng nhớ hương tóc em. Trời ơi. Trời em ơi. Nói em nghe nội hai câu này thôi anh kiếm một đống tiền bảo trợ rồi. Ai bảo trợ? Tiền quảng cáo cho nước lau nhà. Trời ơi, dạo tôi làm thơ thực tế quá. Em hay lắm. Thực mà. Tế chơi trẻn đến độ trần trụi luôn vậy đó. Anh nói nghe nhau không? Thơ thực tế như em á, anh phọt ra chứ khỏi cần làm. Thái độ em vậy là sao? Mắt mở to nhìn anh đầy kinh ngạc. Vậy thì bây giờ anh chứng minh đây. Chứng minh đi. Anh sẽ làm một bài thơ tả về cuộc đời làm chồng của anh ở trong căn nhà này nè. Nghe nghe không? Ở xứ Mỹ đàn ông buồn quá nhỉ. Tại sao buồn? Sáng đi làm, chiều rửa chén, tối nấu cơm, cực như con chó. Dài ba năm chắc chắn sẽ vô hòm. Làm vậy sống gì nổi trời. Tiền bảo hiểm. Ông tính sao, ông tính sao? Cuối cùng bà cũng lạnh. Trời ơi, hay quá, thấy chưa? Thấy chưa, thực tế là vậy đó. Anh thấy không, hễ ở đâu hả có cái hòm là thấy bảo hiểm. Mà hả thấy bảo hiểm là thấy cái hòm. Trời ơi. Anh thấy chưa? Em mà, nhưng mà anh nói nghe nè. Anh không có thời gian làm những bài thơ thực tế như em muốn. Trời ơi, Minh. Mình làm gì mà không có thời gian chứ. Không có thời gian là em nè. Sao? Trời ơi, làm chức trợ lý giám đốc á, cực khổ quá, mình tưởng em sung sướng lắm sao? Em làm trợ lý giám đốc hồi nào anh không biết. Thì giám đốc là bà chủ tiệm nail. Còn em là phụ tá gì bà, em là trợ lý giám đốc. Trời ơi. Trời ơi. Trách nhiệm của em ở tiệm nail cực lắm anh tưởng hả? Sao? Sáng em phải dậy sớm hơn ai hết trơn á. Ra mở cửa tiệm, xong rồi vô clean up everything. Xong rồi em cho con bà chủ ăn sáng. Xong cái em đưa tụi nó đi học. Xong rồi về em ngồi em giũa tới tối luôn. Đợi mấy bà thợ kia về hết em mới được đóng cửa tắt đèn đi ngủ chứ bộ. Ủa sao giống người ở vậy ta? Không có. Nói em á, làm việc vậy cực khổ lắm. Thành ra bây giờ anh cần thời gian làm thơ. Em á thì đỡ cực khổ. Và anh quyết định nha, mình nhờ tới Oxin. Oxin là ai? Là một người con gái. Con gái mà tên Oxin? Tức là con gái Nhật Bổn. Gì? Mình, trời ơi. Vậy là Minh lén lúc em Minh qua lời với con nhỏ Nhật Bổn nào phải không? Bà nên. Ở đâu mà rồi ra nhỏ Nhật Bổn vậy bà? Thì con gái tên Oxin. Oxin là người ở đó bà nội. Mướn người ở đó biết không? Anh nói nghe nè, mình mướn người ở về đỡ cực. Không có Oxin, Oxin gì hết trơn á. Sao vậy? Rồi tiền ai trả? Ông còn nhớ cái phương châm của tôi không? Nhớ. Nói. Tiền của em là tiền của em, tiền của anh cũng là tiền của em. Đúng vậy. Anh nói nghe, không bao giờ anh đụng chạm tới tiền của em. Kể từ ngày hôm nay anh hứa với em là anh sẽ không hút thuốc, không đánh răng, không cạo râu, không đi tắm để dành tiền mướn Oxin. Sao em bịt mũi? Ông đừng làm quá thì tụi tôi ngủ với ông trống. Không. Có tắm mà không có tắm với xà bông. Có đánh răng mà không có đánh răng với kem để dành tiền mua mướn Oxin cho em. Nhưng mà nói đi nói lại anh, ông cũng đòi mướn Oxin là ông có ý đồ gì vậy Minh? Mình mười mấy năm trời chung sống với em, anh đã tận dụng hết sức lực và tài lực để chống đỡ em rồi. Ngày hôm nay còn sót lại chút hơi tàn hôi thóp sống qua ngày, anh đâu dám đem ra xài phung phí. Ông nói đúng đó. Mười mấy năm nay ha, tôi nghĩ tôi xài ông giống cái đùi vẽ rách lau nhà rồi.
có con nào nó nhào vô cũng hốt nó đem giục thôi chứ làm cái gì. Trời ơi, tôi có còn là người nữa hay không? Hay là tôi là cái nồi dẻ đội lớp người? Thôi Minh ơi, Minh đừng có than thở, em động lòng rồi đó Minh. Thôi bây giờ vậy nè, em quyết định là em mướn Oisin cho anh. Mướn Oisin phải không? Nhưng mà để cho em phỏng vấn nó em mới chịu à nha. Ừ. Làm hẹn với nó đi. Khỏi hẹn em, chút xíu nó ra em phỏng vấn nó giùm anh nha. Cái gì? Ơ trời ơi. Nó đang đi trong tham quan trời mình. Ông dẫn nó về anh nhà rồi hả? Không, có anh nghe nè, anh hẹn nó trước xong cái anh hỏi ý kiến em sao. Trời ơi. Anh chịu cái anh lôi đầu nó ra. Trời ơi, trời ơi, ông nói tôi chi nữa. Trời ơi, ông đem nó về nhà rồi, chắc ông làm cho nó có bầu rồi. Ông đặt tôi vô chuyện đã rồi, rồi ông dẫn nó về nhà, ông ở luôn. Ai, cái mẹ con tôi chết cho rồi. Ôm sầm quá đây. Trời đất ơi, con gái con lứa gì mà giọng chua như là giấm vậy à. Ai trời ơi, khao dễ sợ, hai vợ chồng như cái thấm vậy chịu nổi không? Trời ơi, không mà cái mặt thì đẹp như con thấm mà lúc bị ung thư. Em nghĩ sao nhà có cách mà sùm có tôn trọng nhau là sao vậy hả? Thôi bây giờ tôi tham quan từ giờ trong nhà tôi cũng biết ngõ ngách rồi, nhà nhỏ như cái lỗ mũi ở gì mà tưởng mũi ở không à. Thôi thôi ngồi xuống đi, bàn trực tiếp với công việc đi. Đó, bàn với nhau đi. Đó, tôi mời ổng chứ không phải mời bà, sao mà vô duyên quá đàn bà. Lớn tuổi rồi mà không có duyên chút nào hết trơn rồi à. Bây giờ nhà này là thôi cũng được, nhỏ thì tôi đỡ phải là dọn dẹp mà tôi chỉ lo hậu sự về sau thôi. Sao vậy cô? Nhà này có người chết là sắp khiên ra nè. Cô sao cô nói vậy cô? Trời đất ơi, phải nói tôi, tại vì con người ta sống ai không chết. Trời, nhiều khi bắt đắc kỳ tử làm sao trở tay cho kịp. Lúc đó là đỡ khoét cửa rồi này nọ kia nó sình mẹ rồi. Thấy không? Đó, thành ra là phải tính cái chuyện đó. Mà nếu tôi chịu chấp nhận làm trong nhà này thì phòng của tôi ở đâu? Ủa phòng gì cô? Trời đất ơi, tôi phải ở riêng chứ tôi ở châu chung với ông cô cắn lưỡi tôi chết mẹ nó cho đầu đi. Thôi mà phòng tôi phải có master bedroom nha. Cô ơi, bây giờ nếu như cô đồng ý làm việc trong gia đình tôi á, tôi sửa cái phòng làm việc của vợ tôi lại cho cô ở nha. Em không chịu. Ê bà có thẹn với tuổi tác bà không bà? Ê bà, người đàn bà có tuổi rồi nha. Bà làm gì thế ghê mấy em không chịu. Làm mà rúng động cả tâm tư tôi à. Trời đất ơi, nghĩ thì sao vậy? Thôi, bây giờ trong nhà này ai làm chủ? Dạ tôi. Tao mệt lắm, tao không có thời gian đâu nha. Đứa nào làm chủ? Dạ tôi. Tao mệt lắm nha, hội ý lại đứa nào làm chủ. Dạ vợ tôi. Trời đất ơi, vợ anh hả? Dạ. Cha này hèn dễ sợ, đứng dậy coi. Bởi vì con người của anh sống giữa xứ văn minh lịch sự mà sao anh không có tốt với đàn bà, mặc dù vợ mình có già mà cũng là vợ của mình chứ. Sao đối xử tàn tệ vậy? Em xin lỗi chị bước xích ra đây, em xin lỗi chị. Dạ, chị xin lỗi, chị bao nhiêu tuổi à? Chị 300 tuổi. Trời ơi, chị đừng nói với em chị 30 tuổi. Dạ. Dạ đúng rồi cô. Trời ơi, bà này bà nói giá nào trả cũng dính. Trời ơi. Nhưng mà không sao. Dạ. Chị em xin được giới thiệu, chị em tên là Hằng. Còn chị what's your name? Tôi tên Thảo. No, người ta hỏi what's your name chị phải trả lời my name is Thảo. Không có chuyện tôi tên Thảo mà mất lịch sự, làm lại của anh more please. What's your name? My name is Thảo. Yeah, good girl. Even good man. Lộn. Trời ơi, dễ thương ghê. Chị ơi, thì em rất là phóng khoáng. Em nói cho chị nghe, chị có thể hút với em điếu thuốc được không ạ? À? Dạ không cô. Chị không hút thuốc, chắc chị uống thuốc hả chị? Thuốc gì? Thuốc lắc. Ôi trời. Không có cô. Đúng rồi, phụ nữ đừng nên xài hai cái thứ đó. Chơi hai thứ đó là mất nửa đời người. Đó, mà không chơi hai thứ đó là mất nguyên một đời luôn. Tôi là tôi thích vậy đó. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lối suốt trăm năm. Trời ơi, làm thơ giống anh kìa mình. Tôi bạn ông mà, tôi biết ông nhà thơ mà. Dạ. Vô tặng hai câu xã giao vậy thôi. Dạ. Dạ, trong nhận em nhìn chị mặc đồ là em biết chị là coi như là thuộc hoàng thân quốc thích rồi đó. Ủa sao cô nói vậy? Vợ nhỏ Saddam Hussein phải không? Không dạ. Có cô, vợ tôi. Nó mặc đồ đẹp lắm, mặc y chang bên kia, tôi tưởng bệnh quánh quá bà chạy qua đây chứ. Tưởng ủa sao ông đi rồi mà bà chưa đi nè chứ. Vậy vợ ông, xin lỗi lộn. Nhưng mà đúng rồi, phụ nữ có tuổi phải mặc đồ vậy là tại vì chị biết sao không? Tuổi của chị bây giờ, chị biết chị đại diện cho con gì không? Con gì cô? Khô cá đuối. Là sao? Là tại vì khô cá đuối nhìn nó vậy đó, tưởng ngon lành ai dè đem lên lửa cái xé cái rách. Đúng rồi đó cô. Mấy cha nào nhậu là biết liền khô cá đuối này vậy đó. Dạ. Còn chị biết tôi là thuộc dạng gì không? Dạng gì cô? Con raw fish. Là sao? Giống thiệt. Raw fish đó, lúc tắm thì nó tươi mà lúc nướng nó cũng đỏ lòm đó, thấy không? Mắc lắm á cô. Trời ơi, 8 đồng mấy một phao đó. Mày nghĩ đi, nguyên một con raw fish này mày ăn loài họng mày luôn chứ bây giờ tao. Trời ơi, tao là đồ đắt tiền đó. Đồ hiếm ở Mỹ đó nha. Thôi bây giờ nói chung là em
Em nói hết rồi, bây giờ chị có cần thiết những cái gì thì chị cứ hỏi em đi chị nha. Tôi muốn hỏi cô á, có kinh nghiệm gì? Ở cha xin lỗi, chị không chịu được mùi thuốc phải không? Dạ chị cũng phải chịu, tại vì tôi phải hút thôi. Dạ. Cô bao nhiêu năm kinh nghiệm vậy cô? Tôi 3 năm kinh nghiệm và đã trải qua 6 đời chồng. Hả? Cái gì? Lộn, 6 đời chủ. Lộn đấy, chữ chờ lộn. Tôi sẽ kể cho nghe là tại sao tôi lại trải qua coi như là 6 đời chủ. Dạ. Tại vì tôi rất là khó tính. Tôi ở mà tôi thích tôi mới ở, tôi không thích tôi không ở. Hả? Tôi xin lỗi, mình ở có license nha. Hả? Mình là người quốc tịch rồi nó khác nha. Là sao? Ở mà 2 năm nó khác, 10 năm thẻ xanh nó khác, chờ approve thẻ xanh nó khác. Trời ơi. Thành ra mình có license, mình có quyền chảnh vậy đó. Thích thì ở, không thích đi vậy đó. Dạ. Thành ra là mình sẽ kể cho các bạn nghe là vì sao mình trải qua 6 đời chủ. Hai người ngồi đi. Dạ dạ. Khát nước không? Dạ khát cô. Khát thì tự lấy uống đi ha. Tại vì trong nhà này tôi cũng chưa biết nước để đâu đó nha, thông cảm. Coi như là nó như vậy. Người chủ thứ nhất của tôi, tại sao tôi ở? Trời ơi, ông ta phải công nhận là đẹp trai giàu có dễ sợ luôn. Mà tôi nói thiệt, tôi là nhìn tôi đi tôi quá ước ác đúng không? Dạ. Mà ông nội này biết gì ông cũng biết, mà biết điều chả không biết. Sao lạ vậy? Trời đất ơi, tôi nó bao nhiêu người tôi cần, chả lãng mạn, chả không lãng mạn, chả lãng nhắc thì quá nhiều. Ước ác thì phải đi đâu với lãng mạn, chả không đi chung tôi làm sao tôi sống nổi. Dạ. Thế là tôi quyết định dứt áo ra đi. Cái tới đời chủ thứ hai. Đời chủ thứ hai của tôi, trời ơi, cái bà này được nước, bà già mà bà thêm nước khó tính nữa chứ. Trời ơi, làm sao ở, mẹ già mày đặt khó tính. Còn sao rồi sao? Trời ơi, mà bù lại cái tròn cháu đẹp trai quá. Hả? Mà ở đời thường thường nó đi xong đôi hở đẹp trai cái đi đâu với Sở Khanh. Trời ơi, nó Sở Khanh quá em chịu không nổi, em không chịu đựng nổi nữa, sức người có hạn mà, đúng không? Dạ. Lụ đạn mà còn tiếng nổ nhỏ, tiếng nổ lớn mà, đúng không? Dạ. Người làm sao chịu nổi. Trời ơi, thế là em dứt áo ra đi. Ra đi. Nó Sở Khanh em không chịu được. Trời, thế là trở qua người chủ thứ ba thứ tư. Dạ sao? Người chủ thứ ba thứ tư, trời ơi, đặt tuyệt vời, không có gì hết trơn, mà phải công nhận mấy con mẹ đàn bà này ưa ghen là mấy mẹ đàn bà này nè, chỉ thẳng ở trong mặt luôn nè. Nghĩ sao ghen chồng mình, ví dụ người ta mượn người ta xài chút ta trả làm dữ vậy? Đúng rồi. Đúng rồi. Ví dụ nó có bệnh hay chạy rồi thì sức thuốc cho nó thôi. Đúng rồi. Thấy không anh? Bây giờ em nói anh nghe, con mèo nó muốn ăn dụng mà con chó thèo rình hoài sao ăn? Sao ăn? Nếu ăn không được thì ở làm mẹ vậy? Đúng rồi. Em dứt áo ra đi. Phải nghỉ thôi. Thế là chạy qua đời chủ thứ ba, thứ tư. Dạ. Trời ơi, khổ lắm, chưa đâu tới đời chủ thứ năm. Em quyết định rồi, không ở với châu Á mà em đổi sang châu Mỹ Latin. Trời. Chết cha, trời ơi. Em ở với người nước ngoài. Em tại vì em thấy người ta sẽ phóng khoáng dễ chịu hơn, là tại vì em rất là tự tin cái trình độ sinh ngữ. Em có học ESL nha. Hả? Em học chỗ đó dữ lắm à. Mà em không biết cái chỗ ESL nó dạy em có lộn không, mà em nói nó không hiểu. Chết cha. Em nó không hiểu, em đâu có vừa bắt đầu em quơ phần trên anh. Em quơ phần trên nó không hiểu, em chân luôn phần dưới. Trời ơi. Cuối cùng em quơ toàn thân luôn. Trời ơi, em quơ rơ rồi mà nó cũng chưa hiểu nữa. Trời ơi, con người ta sức người có hạn nữa anh. Dạ. Em đành dứt áo ra đi. Trời. Đi nữa. Tính người chủ thứ sáu của em. Trời ơi, ông này tuyệt vời, không có vợ theo rình luôn. Tôi muốn làm gì làm mà ngạt nổi chả không còn cái răng nào hết. Trời. Ủa cô ơi, không còn răng, họ đâu có ăn nhập gì đâu cô. Sao không ăn nhập, mẹ bà không có răng lấy gì ăn cơm, mà tôi thuộc dạng dừa dày cơm mà. Trời ha. Đúng không? Tôi để ở đợi cô đi kiếm trai vậy. Hai thứ luôn cô. Trời ơi. Tại vì em rất là thật lòng, em rất là thực tế, là tại vì sao? Là tại vì cái cuộc sống nó phải đi đôi với tình yêu. Dạ. Phải có tình yêu thì cái cuộc sống mình làm việc mình mới hưng phấn được. Dạ. Tôi không có giấu mấy đứa kia mày đặt làm cái em cứ làm, cứ làm. Không, em làm gái, em nói làm gái vậy. Ê, gì cô? Trời, mình thà, mình thật lòng mà người ta tha thứ. Vậy thôi. Cô ơi, vậy cô thấy gia đình của tôi sao cô? Được, gia đình này được, tôi thích, mà nếu tôi làm thì trả lương tôi nhiêu? 500 được không? Vậy. 600. Vậy. 800. What? 900. Lương bà nhiêu tháng? 2.800. 2.800 vì tình người phụ nữ với nhau, hai đứa cái gì cũng có với nhau, lấy 2.500. Trời ơi, mắc vậy cô. Còn 300 tôi lấy gì tôi ăn? Ăn giống gì ăn dữ vậy? Bà 300 bà ăn gì? Bà ăn nhiều cho người hút mỡ hả chị? Bà ăn chi cho dữ thằng ôn gì? Bà ăn chi nhà hàng sang trọng, bà ra Food to go mà mua 1 đồng ăn từ sáng tới chiều kìa. Trời đất ơi, gái lứa ăn chi cho nhiều. Tôi lấy về là lương tâm của tôi, là tôi có lương tâm lắm. Cái ông kia ông mướn tôi 3.000 mà tôi chưa làm. Trời. 1 năm 4 bộ đồ hiệu, muốn hiệu gì cho hiệu đó. Son phấn là toàn mắc tiền tôi. Estée Lauder, Chanel, Dior, Seattle. Cái gì? Mỗi lần đánh mặt có phải qua tiểu bang Seattle hả? À? Cái lộn Seattle. Nói lộn. Ta lộn tiếng Anh lúc nó bị béo béo vậy thôi. Dạ. Dạ. Hiểu không? Dạ. Hàng tháng hả, ngày lễ ngày Tết không cần phải làm, cho tiền đi về quê nghỉ luôn, mà đi rất là ngon lành. Đi bằng máy bay phải không cô? Ừ, máy bay ai cũng đi rồi. Chứ bạn đi chứ gì? Cái bạn gì? Xe đầu hoàng. Hả? Trời ơi, một mình tao một chiếc xe đầu hoàng, có cái ổ bánh mì với chai nước nữa, tao ăn thấy bà nội luôn. Trời ơi. Nó bắt bằng thiên hà coi từ sáng tới chiều luôn, bây giờ chuyên cái mặt đồ nào tao xuống hết luôn.
cô ơi. Nhưng mà sao cô lấy tới 2.500 lần cô? Trời ơi, 2.500 ngàn là bé basic. Còn 1.000 là trợ lý việc nhà, 500 kia chích thuốc ngừa đó ông nội ơi. Ngừa gì? Ngừa bệnh chứ ngừa gì? Bệnh gì? Cha nội là lãnh tháng 650 nè. Ờ đâu có. Mày cái gì? Si khờ người già nè. À, không có cô. Sao không có? Cái mặt mới có hai mấy mà tôi gớt mà 70-80 tuổi nhìn già quá hả? Trời ơi, lâu lâu không có bà nhà ông ba vô cắn tôi rồi tôi mới chích thuốc ngừa chứ. Cô ơi, vợ chồng tôi cũng rất là thích cô. Vậy cô có thể bớt giá chút đỉnh được không cô? Bớt bao nhiêu lận? Tùy lòng hỏi tâm đi. Thì thôi xuống 1.000 đi. Hả? Sao bớt dữ vậy cô? Xuống lẹ vậy? Ờ, tôi thích. Ờ, tôi thích là tôi vậy, tôi ở, tôi thích là tôi bớt vậy đó. Với lại tôi thầy trong nhà có người bệnh nè. Đó, tôi bớt vậy thôi. Với cái nhà này nó sao sao á. Ở nhà mình sao sao, người ta thích nè. Sao sao vậy cô? Nó không biết sao sao, không biết giải thích đâu giờ. Sao sao? Bây giờ lấy giấy viết ra đi. Dạ chi vậy cô? Để mà kê khai tài sản mình bán cho nó dễ. Vậy? À lộn, à, kê khai tài sản để tôi bố trí công việc một cách international. Hả? Professional. À đúng rồi, cái gì có nồ là quốc tế rồi mệt quá. Là nồ rồ hay là in gì cũng được, ghi vô đây. Rồi. Có cái máy giặt không? Dạ không. Có máy rửa chén không? Dạ không. Hút bụi? Dạ không. Vì nhà có cái giống chó gì? Cô ơi, nhà tôi không có nuôi chó giống. Trời đất ơi. Vậy mà không chịu bệnh đó trời ơi. Trời ơi. Vậy mà chưa chịu đi lãnh tiền nữa, chịu nổi không? Cô ơi, nhà tôi có cái tủ lạnh. Đâu có tủ lạnh? Dạ. Có tủ lạnh để dành ướp xác hàng bà hả chị? Nguyên cái nhà bự có cái tủ lạnh một bà nghĩ sao mà đàn bà là không mua được gì trong nhà cho bà có thẹn không bà? Bà bởi vậy có bà mà tôi nói thiệt bà tôi nể bà có tuổi chứ bà bằng tuổi tôi quánh bà từ đó giờ rồi. Em ngon lắm anh, em vô côn lắm dạ. Mà có cái bồn tắm massage không? Ủa, sao cô cần cái bồn tắm massage chi vậy? Là tại vì em hay tắm đêm. Tắm đêm? Em tắm ngay giờ ngựa không mà. Ngựa. Giờ ngọ. Ngọ là con trai con gái là giờ ngựa. Hiểu không? Dạ. Em tắm phải 3 tiếng đồng hồ á. Phải phải có phòng có massage em, những thôi em chán em nhảy ra người ta đuôi mắt á. À đúng rồi. Không? Dạ em hiểu rồi, bây giờ tôi nói cô nghe nè. Cô ráng làm trong gia đình của tôi đi. Tôi hứa với cô tôi sẽ sắm sửa rồi, đồ đạc đầy đủ hết. Nhớ nha. Rồi bây giờ trong thành phần gia đình được mấy người con? Hai đứa con. Hai đứa, đứa lớn mấy tuổi, đứa nhỏ mấy tuổi? Đứa hai, đứa bốn. Đứa mấy? Hai tuổi bốn tuổi. Đứa hai tuổi, đứa bốn tháng. Rồi còn làm lượt, hàng chi không có tiền mua đồ đúng rồi. Rồi đứa lớn tuổi gì, đứa nhỏ tuổi gì? Đứa lớn tuổi dần, đứa nhỏ tuổi thân. Rồi hai đứa này tuổi gì? Đứa này tuổi tỵ, này tuổi hợi. Gần thân tỵ hợi, bốn tuổi này cũng không kỵ lắm đâu, chết thì chết chùm thôi. Hả? Không không, nó là sắp số rồi, sắp số rồi. Nó là sắp số rồi, nó là sắp số rồi đó. Nếu mà năm đứa ở thì kim mộc thủy quả thổ, kim mộc thủy quả thổ. Ê, bà làm neo phải không? Đúng vậy. Trời ơi, bữa nay bên bà làm nhiêu bộ ạ? 25 đồng. Trời, sao nó làm tôi 35 đồng là sao bà? Chỗ này bữa nào qua sao? Làm free cho. Tôi nhớ nha. Bạn bè mà. Tôi nhớ nhỏ em ở bên Nhật nó mới qua chơi. Đây đây nha. Ê, chích cha cái đường sinh đạo bằng ngắn quá. Sinh đạo là gì? Là đường này nè. Đường này là đường gì? Đường sinh đạo nè. Là đường gì? Là cái đường sinh đạo nè. Là sao? Là nằm đây sinh đạo, nằm đây sinh đạo, người ta nói vậy đó. Rồi là sao nữa? Rồi bà ngắn hơn của tôi. Là sao? Là tại bà lùn tôi cao, bà vô diếm à. Rồi sao nữa? Sao nữa? Tôi mệt quá. Thằng bạn gái hồi hồi coi bói cái là nhầm à. Tôi hỏi tới mẹ này bởi nhiều chuyện bà bằng phủ quánh từ giờ rồi. Đừng có hỏi nữa, tôi bực mình lắm. Bây giờ nghe hỏi nè, nghe để tôi biết cái tâm lý của con nít để mà tôi chiều theo nè. Để bé bị xích nước là khó, không phải đơn giản đâu. 2 tuổi với 4 tháng là coi như nó đã tự clean up, nó tự tắm rửa, tự ăn uống, tự nấu đồ ăn được chưa? Chưa. Tại sao chưa? Dạ, sao không chưa? Biết cô. Trời, nó cơ như vậy là bất bình thường rồi chứ tại sao? 2 tuổi 4 tháng chứ đứa 4 tháng tôi không trách, tôi trách đứa 2 tuổi. Thôi, tại sao 2 tuổi rồi mà chưa biết nó phải là thằng anh, nó có trách nhiệm, nó phải lo cho nhỏ em, nó phải tự nhiều khi hâm đồ ăn, ma còn quê nướng đồ ăn cho em nó ăn. Nó không làm được điều đó là nó bị bại liệt rồi. Hả? Em ơi, con mình bị bại liệt. Đây nè, dầm con về bà đi. Con bị bại liệt. Bà nói bà phải giơ tay cái người lịch sự người ta đang nói. Bà cãi cái gì? Bà đã trải qua 3 năm kinh nghiệm và 6 đời chồng như tôi, quên 6 đời chủ như tôi chưa? Dạ. Bà đã từng chăn 30 đứa bé bị xích như tôi chưa? Dạ chưa. Bây giờ 30 đứa nó không một lượt, anh làm cái gì cho nó nín? Không biết. Làm sao làm được, chỉ có tôi thôi. Cô làm sao? Tôi cho nó uống thuốc lắc. Trời ơi. Ông 1 tuổi cho 1 viên, 2 tuổi cho 2 viên, tùy theo độ tuổi. Trời ơi, nó lắc một phòng nó mệt, nó ngủ không đứa nào không nổi. Trời ơi. Dám làm với tôi không? Thôi giỡn chơi hả? Đó, thành ra đừng có cãi tôi. Dạ. Muốn nói gì giơ tay tôi mới cho. Bây giờ vậy, hai đứa nó đã biết nói chuyện chưa? Chưa. Tại sao chưa? Không biết nữa cô. Vậy là bất bình thường rồi. 2 tuổi 4 tháng, cái đứa 4 tháng ta không trách đứa 2 tuổi nữa nè. Đứa 2 tuổi quá đáng trách rồi. Tại sao vậy? 1 tuổi là phải nói rồi, má tôi nói lúc tôi mới phóng ra tôi nói liền. Nói xong gia đình tôi bỏ chạy, tưởng tôi yêu tinh đội lớp người. Hả? Thiệt, nhưng mà cái đó mới là bình thường. Còn mà 2 tuổi chưa biết nói có nghĩa bị câm rồi. Hả? Trời ơi, mình ơi, con mình bị câm rồi. Thôi. Cô ơi. Vậy, dạ. Nói đi cho ý kiến, nói đi, đúng rồi. Cảm ơn. Ừ. Tao không nói mà tao chửi mày con quỷ. Trời ơi, con tao còn nhỏ xíu à, nhà tao không đủ tiền tao mới muốn mày. Trời ơi, mày kêu mày vô mày đụng tới tao được, mày đụng tới con tao không được. Con tao mới 2 tuổi 4 tháng, mày bắt tao phải nói, mày bắt tao phải ăn, tao
phải quỷ yêu như mày, con quỷ cái tức quá mà anh lắm. Ê bà làm gì, bà làm gì, ê bà chơi gì, bà làm gì, ổn vậy tao ghim vô đầu mày cái mẹ này cho vô chạy trời ơi. Em mà vợ chồng mày quá đẻ quá đẻ. Con này á, trước khi đi ở đợ nó đứng đường mà. Ê sao biết vậy? Em đứng ở ngoài đường bô xe. Mày biết con quỷ vừa ý ông chưa hả? Oxin á. Trời ơi, anh đâu có đâu có ngờ ra nông nổi như vậy đâu mình. Anh tưởng là kiếm được một người ở về lo cho em, lo cho gia đình. Ai về đâu gặp con này nó lạ quá em ơi. Nó lạ tới nỗi mà anh hoàng hồn chưa kịp nữa. Thôi hú hồn anh ơi, bây giờ tôi nói nghe nè. Tiền ai cũng ham hết á. Nhưng mà mình đẻ con ra mình phải có trách nhiệm với nó. Đúng không? Rồi. Bây giờ tôi bỏ chút xíu thời giờ. Ông bỏ chút xíu thời giờ để có trách nhiệm lo cho con cái thực tế, lo cho con. Trời ơi, em cứ mướn người hoài, gặp người có lương tâm đỡ nha. Gặp cái con này hay con quỷ cái nó nuốt con mình hồi nào không biết đâu ơi. Thì đúng rồi. Thôi em ơi, trời ơi, con trời có cái cứu quả con có mình, con trước, mình trước khi nó đi nó đốt nhà trời mình không, con mình đâu. Ê, nghe trời đất ơi, bây giờ bullet nó đang lùng tôi dữ lắm. Sao vậy? Bullet tôi ở trong Mỹ đen, tôi quánh hai đứa con nó chưa biết sống chết. Trời ơi, ra ráng cho tôi trốn đây chút, đừng chỉ tôi đây nha. Trời ơi, em thấy chưa, con Mỹ đen mà nó quánh còn bán sống bán chết. Đừng có nói chi tới con của mình. Bây giờ mình trừng trị con nhỏ này sao đây em? Trời ơi, từng trừ hả? Nắm đầu giao cho cảnh sát chứ sao? Quyết định là như vậy để trừ hậu hoạn cho mọi người. Đúng vậy. Đi mệt. Hai chồng đầu giấu chút xíu chơi hèn đình chỉ hả? Định đi lập công, xin lỗi tự thú, không để tôi tự thú đi. Tôi cũng coi như trong lòng tôi cũng xót xa, cắn rứt lắm rồi. Mệt con người tôi cũng có lương tâm chứ bộ. Mệt quá. Rảnh không, đứng đây đây. Làm cái gì hả? Vậy? Kêu Bolit cũng phải cho sang chứ phải đứng với Bolit đâu. Bolit, come in, I'm here. Trời ơi, mày hiếp, mày hiếp, mày hiếp, bắt nó lại. Trời ơi, đau. Ủa trời ơi, có gì không? Tới rồi kìa, bắt nó giao cho cảnh sát lại đó. Phần kỳ trình diễn của Kỳ Quan Lê Tính và Trang Thanh Lan đây là chấm dứt. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị.